Xin chào các bác, Kỳ Lân Luxury lại quay trở lại đây. Hôm nay Kỳ Lân Luxury sẽ gợi ý các bác cách chọn được hàng nguyên zin, nguyên bản khi mua Vertu cũ. Bắt đầu thôi nào. Vertu là dòng điện thoại xa xỉ chiếm được cảm tình của giới đại gia Việt bởi sự khác biệt, độc quyền và thể hiện đẳng cấp. Cho dù thiết kế gọn gàng đơn giản, không có nhiều chức năng như những chiếc smartphone thông minh hiện nay, thế nhưng dòng điện thoại siêu sang này vẫn là huyền thoại trong giới nhà giàu. Vì sao? Thoạt nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng chất liệu làm nên chiếc điện thoại Vertu đều là những vật liệu xa xỉ bậc nhất trên thế giới, đó là kim cương, ruby, ceramic, sapphire. Sapphire có độ cứng xếp thứ hai sau kim cương, vàng nguyên khối, titanium siêu cứng và bền, gốm quanh loa, da quý hiếm bọc mặt sau. Mỗi một chiếc điện thoại Vertu đều độc đáo và nổi bật tính độc đáo thể hiện ở chỗ, mỗi chiếc Vertu được lắp ráp thủ công một cách cẩn trọng và tỉ mỉ bởi duy nhất một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, mỗi chiếc Vertu đều có tên kỹ sư làm ra nó, chính vì thế Vertu khá đắt đỏ, chiếc rẻ nhất cũng có giá khoảng 10.000 đô la Mỹ nên chủ yếu khách hàng là giới thượng lưu và doanh nhân, bên cạnh đó không thể không kể tới chế độ bảo mật cao chống lại sự định vị theo dõi, dịch vụ đặc quyền dành riêng cho chủ nhân của Vertu. Giàu thì chữ vàng và hột xoàn kim cương, sang trọng đẳng cấp thì chơi Vertu, và không phải bỗng nhiên mà Vertu cũ trở thành thú chơi của người giàu hiện nay, chẳng giống như các món đồ công nghệ khác nhanh hết thời và mất giá, càng có tuổi, Vertu càng có giá và được săn lùng, bởi Vertu có giá trị tăng theo năm tháng và quý hiếm theo thời gian do số lượng máy cung cấp ra thị trường có giới hạn. Kỳ Lân Luxury được biết đến là sân chơi của những dòng sản phẩm luxury uy tín hàng đầu. Anh Nguyễn Lân, chủ thương hiệu Kỳ Lân Luxury cho biết, dân chơi điện thoại sang trọng thường chuộng Vertu không những nguyên zin mà còn phải nguyên bản nữa, nguyên vẹn như bản ban đầu. Chính vì vậy, nhiều người tìm đến với Kỳ Lân Luxury để yên tâm sở hữu những chiếc điện thoại Vertu đạt tiêu chí nguyên bản, nguyên zin như mới và giá hợp lý nhất. Tại đây, các sản phẩm Vertu đẹp từ 95% trở lên và tất cả những phụ kiện đi theo máy đều zin từ pin đến sạc, anh Lân tiết lộ. Mọi quá trình khi tháo máy đều được quay video lại để làm tư liệu, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Đặc biệt, tất cả sản phẩm bán ra tại Kỳ Lân Luxury đều do đích thân ông chủ Nguyễn Lân nghiêm ngặt kiểm duyệt và trực tiếp tư vấn, trao sản phẩm đến tận tay cho khách hàng. Anh cũng là người hỗ trợ bảo hành trực tiếp sau bán hàng nên nhận được sự tin tưởng và hài lòng của các thượng đế. Kỳ Lân Luxury, tên cũ Pinculan, là một trong những thương hiệu chuyên về mảng điện thoại cổ được thành lập vào năm 2005 và hiện nay nơi đây chuyên cung cấp những sản phẩm thương hiệu lớn nổi tiếng trên toàn cầu như điện thoại của những thương hiệu đình đám nhất Vertu, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều đồng hồ xưa cổ châu Âu, đồ cổ có giá trị. Ngoài ra, Kỳ Lân Luxury còn cung cấp những sản phẩm bình dân phù hợp với tất cả đối tượng khách hàng. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi sách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.